Vino vệ sinh là thường thường là anh xài là một tháng là xịt 3 lần. Một tháng xịt 3 lần. Ví dụ như áp dụng là cái cây tơ như năm nay ấy, là anh sử dụng được mấy lần Vino vệ sinh rồi? Cứ mỗi một tháng là từ anh dùng từ hôm tháng 12 đến bây giờ. Dạ. Yeah. Tháng nào cũng phải xịt 3 lần. Tháng nào một tháng xịt 3 lần. Xịt 3 lần. Xịt 3 lần. Vậy là anh xịt mục đích xịt Vino 79 là làm gì? Xịt Vino 79 là anh làm cho dàn lá to. Dàn lá to. Dàn lá to để cho nó làm bông cho chuẩn. Làm bông cho chuẩn. Vậy là Vino 79 này á, là anh cứ xịt liên tục vậy không thay cho cái phân để ức chế là phân hóa mầm hoa. Không, không có dùng phân hóa mầm hoa. Đây dùng Vino 79 là trộn với 30-10 đẩy ngọn cho nhanh để chuẩn bị làm bông. Yeah. Sau khi có làm bông được rồi, thấy dàn bông chuẩn rồi thì bắt đầu là bỏ là 30-10 ra dùng 21-21 lên. À. Trộn với Vino 79 này. Nà. Có nghĩa là bây giờ mình không cần full MKB hoặc là lân với kali cao mà mình dùng Vino 79 để làm bông. Làm bông. Làm bông. Làm như bông. Vậy là bông ra ra nhiều không? Bông thì tính ra năm nay trong vườn thì đứng từ hồi giờ làm sầu riêng thì dùng Vino này là làm bông chuẩn nhất. À, chưa Vino 79 chuẩn Vino hết. Dạ. Anh thấy mà dùng Vino 79 mà làm bông cho sầu riêng á là có nghĩa là anh cứ xịt liên tục là cây nó tự hãm ra rồi mà nó tự ra bông. Tự ra bông. Dàn lá nó chuẩn là tự nó làm bông à. Nó tự ra bông. Nhưng mà nó làm bông Vino 79 nó làm bông thì lại là nó không có đẩy ra ngoài đầu cành, bông không ra đầu cành. À, bông không ra đầu cành. Nhưng mà bông toàn nằm bên trong trong cành không thôi. Vậy là bông mà nằm trong cành nó là rất hiệu quả. Nó hiệu quả hơn là cái là mình khống chế mình đưa lên những các cái loại khác đưa lên mình làm bông thì nó lại đẩy ra đầu cành, mình phải mất công đi lặt. À. Tốn công đi lặt. À, vậy là người thì không ra. Vậy là Vino 79 nó hiệu quả là đối với nó chỉ là chỉ cho bông, nó điều khiển cho cây chỉ cho bông ra trong cành thôi. Trong cành thôi. Nó không ra ngoài ngọn mà ra ngoài ngoài cành. Cây này nó kiểu này thôi nhé. Sung quá sung luôn rồi. Này anh này nhỏ mà coi trái dàn trái xong. Dạ. Khí thật. Vậy là bây giờ thấy cái cây sầu riêng của anh bây giờ nó đang ra đọt như này mà không có hiện tượng rụng trái gì hết, nó rất là hay, không biết là nguyên nhân vì sao anh nhỉ? Cái này là do anh làm là năm nay anh dùng tới thằng Vino 79, năm nay thì anh lại là dùng thằng tin trộn với Vino 79. Dạ. Yeah. Khống chế ngọn cho nó giảm lại, thằng Vino 79 này là nó làm cho trái với lá xanh dày. Là tin là ức chế ngọn lại. Ức chế ngọn lại. Như vậy là mặc dù là vẫn có hiện tượng đi đọt nhưng mà đi đọt chậm như thế này. Nhưng mà nhờ thằng tin với Vino 79 cho nên là trái nó không rụng mặc dù cây này rất là sum suê và tốt. Nó có đi ngọn nhưng cũng không rụng được. Dạ. Yeah. Từ mình ức chế ngọn lại rồi á. Rồi là nó không có rụng mấy. Có những cái cây này nó nằm gần tơ năm đầu tiên gần 100 trái nè. Gần 100 trái. Vậy là cái năm đầu tiên mà cho gần 100 trái là rất là đạt. 100 trái nó 78 trái hay 79 trái vậy? Năm ngoài, sáng hôm qua. Yeah. Biết mà bữa nay mà nó không chịu tháo xuống thì chắc chắn rằng nó sẽ được rồi nè. Nó phải nằm trên này thì phải được mình nắm được 70% là đeo trái nè. Tầm khoảng 100 trái, tầm khoảng bây giờ nhìn những cây là hơn 100 trái nhưng mà về sau mình để sấp xỉ khoảng 100 trái hoặc là ít hơn thì cây nó khỏe cũng được. Tự nhiên cái cây nó sung quá sung rồi mình phải bắt buộc mình phải đưa trái vô, chứ không đưa trái thì sau này sợ cây nó xì mũ. Ủa sao vậy anh? Tự nhiên là cây nó sung quá sung. À. Đấy, mình phải đưa cho nó đeo trái chứ không đeo trái sau này nó sợ nó xì mũ ở thân cây liền. Tưởng xì mũ là do bị nấm bệnh chứ? Không. Hả? Nó xì mũ là do của nó sinh trưởng nhanh quá mà mình không cho đeo trái. À. Không cho đeo trái mình để 1-2 năm nữa là cây này sẽ khai thác trái là xì mũ. Có nghĩa là nó sung, nó nâng, nó tự xì mũ ra đó. Xì mũ ra. Vậy là anh thấy là cái công dụng của Vino 79 ngoài làm bông ra, ngoài giữ trái ra, nó còn có tác dụng nào mà đột biến hiệu quả nữa anh nhỉ? Như cái thằng Vino 79 này nhân làm là cái thân cây của nó là cái vỏ của nó rạn ra, nó nứt, nó nở thân rất là nhanh. À. Với cành. Nợ thân nợ cành rất là nhanh. Rất nhanh. Còn như mấy năm trước anh làm các loại phân khác thì không bằng thằng Vino 79 này, gốc không thể phì được nhanh như vậy được. À. Nó ngoài cái tác dụng đó là cầm gốc nó là nó phì nhanh hơn. Hình như là nó to hơn. Hình như là cái thằng Vino 79 này là nó lại kích được cái dàn rễ hay sao á. Đúng rồi, nó có tác dụng kích thích ra rễ nữa. Nó có kích là cái dàn rễ sao mà không biết là dùng cái thằng này là cây tự nhiên nó khỏe hẳn luôn à. À.
Còn anh thấy là vậy là cây nó mà nó phát triển rất là nhanh, với lại nhưng mà nó thấy nó có ọp ẹp, nó yếu không? Không, Rất là cứng cáp. rất cứng cáp, cây nó đi rất rất là chuẩn cây. À. Cái cây mới trồng nó cũng vậy mà, thì À. mình xịt cho thằng này dư đi về dư thuốc, lại xịt cho cái cây mới trồng á À. cũng lên thấy sướng lắm, Ừ. lên nó nhìn thấy đẹp đó, giống như cái thằng Musikin anh trồng nè. Dạ, cái cây mấy cây trồng á thì anh áp dụng, anh sử dụng Vino 79 như thế nào? Cũng cũng Vino 79 là đi xịt dư về mình xịt luôn, À, xịt dư luôn, là mình có kết hợp với gì không? cũng y như thằng sầu riêng lớn này luôn à. À, là khi mà muốn mà kéo đọt cây sầu riêng á là anh áp dụng Vino 79 với 30 10 10 10. 30 10 10, Nhưng mà cái thằng 30 10 10 tác dụng nó thì kéo ngọn, còn Vino 79 nó tác dụng làm gì anh? thằng Vino 79 này nó tác dụng là để làm cho cái dàn lá to xanh dày. To xanh Dạ, dày, nhìn rất là cứng cáp đúng không? cái cây này là hơi bị suy dinh dưỡng, cái hôm hôm mùa nắng thấy thảm lắm. À. Đây như như cái dàn này thì nếu mà làm suy là làm không lại rồi nè, những cái này là làm suy làm không được rồi nè. Như cây kia là tụ si, mấy anh làm si là rớt hết chứ cái dàn này rồi. Làm si là làm gì anh? Như cây si là nó cũng là cái dàn phân hữu cơ giống như À, là có nghĩa là sử dụng phân bón si. si, cũng như là xịt À. trên lá y như mình. Xịt trên lá y như Nhưng mình. mà lại si là lá mỏng. Si là lá mỏng hơn. Lá mỏng hơn nhưng mà phát triển của nó là yếu hơn cái cây làm Vino 79. À, phát triển yếu hơn cái bên 19. Vậy là cái thằng phân si đấy hình như là phân của Mỹ đó đúng không? Si này nó đâu cái công ty Thuận Thiên ở miền Tây đâu, Sài Gòn gì á. À, thằng si này em thấy là Thấy người ta nó đang quảng làm cái cáo này trên nè, mạng rất là à, nhiều. thấy người ta đang làm nó, nhưng mà bây giờ người ta bỏ si, người ta làm theo Vino. À, ở đây người ta xài Vino 79 nhiều không anh? Vino 79 như bắt đầu dân ở mình đây là bắt đầu xài mạnh đây nè. À. Từ đây đến sang năm là Vino 79 là bán là hơi hơi về mạnh hàng á. À. Cái ở Cờ Đông Năng này á, là hầu như cái diện tích mà người ta trồng cây sầu riêng nhiều không? Như riêng cái e tăng này không, nó nằm phải cỡ tầm vài ngàn hecta Vài ngàn hecta. sầu riêng á. Là hầu như bắt đầu từ giai đoạn này là hầu như là nhà nào cũng có trồng sầu riêng bên trong Nhà trong nào vườn cũng hết rồi. phải có từ 500 đến 700, có nhà trên ngàn rồi. À, 500 700 trên ngàn rồi. Vậy là sắp tới là anh sử dụng Vino 79 vào cái anh sử dụng như thế nào? Như Vino Vào mùa 79, mưa này nè. dù cái mùa mưa này thì anh lại tăng cái Vino 79 này lên. À. Nếu Thông cho có ngọn đi chừng nào thì tăng cái Vino 79, như thường thường là anh dùng là 1.200 lít, là anh xịt là 1,5 lít, 1,5 lít pha một pha ngàn cho hai trăm lít nước. 1.200 lít nước. Dạ. Mà bây giờ là vô mùa mưa này bắt đầu là vô đang đeo trái thì anh lại tăng lên 2 lít Vino 79 cho 1.200 lít nước. À, lý do sao anh nhỉ? Là tăng lên để cho cái dàn lá dày lên nữa. À, là cho dàn lá dày, mục đích làm cho dàn lá Dàn lá dày cho nó hơn dày lên nữa để cho nó giữ được cái dàn trái bên trong. để giữ được dàn trái bên nhau trong. Nếu mà mình mà không làm cho cái dàn lá nó dày, nó mướt hơn nữa thì trái nó rụng hả anh? Nếu mà không dùng Vino mà giảm Vino xuống thì lá nó mỏng lại. À, Nó lá mỏng nó lại mỏng thì lại. lại là cái dàn lá mình không giữ được trái bên trong. Là nó Sao vậy sẽ anh? xả lá liền. À, có nghĩa là cái lá nó mỏng đi, nó không có đủ mà cứng cáp là cái lá nó sẽ rụng. Sẽ rụng lá À. thì lại là trái bên trong nó rụng theo. Trái nó rụng theo. À, cái đây một bí quyết rất là hay đó. Với ngoài ra anh thấy là Vino 79 có tác dụng hạn chế bệnh tật không? Nhưng là anh làm Vino 79 này thì từ cái hôm mà anh đẩy vô làm thì anh giảm thuốc sâu rất là nhiều, À. không có dùng thuốc sâu mấy nữa, Không dùng thuốc sâu mày nữa. tự vì nó khỏe quá, hình như các cái con sâm nhập vô cũng không, hình như cũng không thấy mấy. À. Còn mấy năm mà làm các cái loại thuốc, các cái loại phân bón lá khác thì lá nó mỏng đi thì nó lại hay có con, những các con rầy nó bu vô rầy bông À. nhện đỏ đồ, nó hay bu vô. Nhưng năm nay làm Vino 79 thì cái anh không thấy mấy, thì có một lần nhện đỏ là rồi luôn, bỏ luôn đến giờ luôn. Tức là bây giờ mình xài Vino 79 á, là cây rất là khỏe, lá xanh dày, là cây nó khỏe lên á thì nó Đỡ bệnh cái hơn, sức đề kháng của nó chống chịu với bệnh tật sâu rầy nó sẽ ít hơn. ít hơn. Yeah. Ở đây là có cái cây, cây này 36 tháng mà nó đã tới mức độ này rồi mà. 36 tháng nhìn cây rất là khỏe vị sung. Nghe Là một cây con này nó á, già năm nữa. nay á, là mình lấy tầm khoảng 100 trái. Cây này thì Là nó đang đeo là 100 trái trên trăm, nhưng mà có tầm một tháng nữa thì phải lấy có tầm là 70 với 60 chứ không dám lấy nhiều. à, cũng sợ Cũng sợ nó kỳ cây, nó nó xuống kiệt cây cây á. đúng Thì lấy năm đầu mà lấy 6 70 thì chắc chắn là không? chưa có loại thuốc nào làm được đâu. Là quá đạt. Nhưng mà chỉ có Vino 79 Chỉ đạt có được vậy. Vino mới dám làm kiểu này thôi, chứ À. còn mà
làm các loại phân bón lá khác thì chắc không dám dám đeo trái. Người ta làm si mà người ta để có 10 trái mà giữ không được mà. 10 trái giữ không được. Giữ không được mà người ta 7 năm rồi. Dạ. Yeah. Mà của anh mới có 36 tháng mà anh làm tới mức độ này là mấy si bỏ si á chạy theo video hết. Đúng rồi. Bỏ si chạy theo video hết rồi. Ý là ở giờ ở cái vùng này á, là khi mà anh xài mà thằng Vino 79 mà nó đạt mà nó đẹp lên như này á, thì anh có giới thiệu với họ hàng anh em bà con xung quanh trồng sầu riêng này xài không? Nói chung là anh làm Vino này bây giờ anh em nội làm sầu riêng là anh giới thiệu là hầu như người ta theo Vino này gần điều rồi nè. À, theo rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều cái Vino này rồi. Ừ. Mà người ta thấy quá hiệu quả là người ta chuyển người ta làm theo Vino này hết. Dạ. Yeah. Người ta làm si mà khả năng người ta bỏ thằng thì mà ta chuyển qua làm Vino mà. Dạ. Ví dụ như Vino 79 mà sử dụng cho cái cây sầu riêng con này á thì anh phun với hàm lượng như nào? Như cái thằng Vino 79 này anh làm cho cái thằng sầu riêng con này á, dạ, đồng á thì anh dùng là 1 lít rưỡi cho 1200 lít. 1 lít rưỡi cho 1200 lít, 1 lít rưỡi cho 1200 lít. Mà cộng vô là 30 10 10 nữa. Cộng với 30 10 10 nữa thì 30 10 10 nó giúp cho kéo ngọn, còn Vino 79 lá nó xanh nó dày. Lá xanh dày to, lá to. Là thông thường đó là khoảng bao nhiêu ngày anh phun lại một lần? Như sầu riêng con này thì 1 tháng anh xịt 2 lần. 1 tháng xịt 2 lần. Là ngoài ra còn ở phân gốc anh bỏ nhiều không? Phân gốc thì nó giảm nhiều lắm. Tự vì anh bỏ Vino 79 thì hồi kia chưa dùng tới Vino 79 này thì 1 tháng là vô một đợt phân. Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ dùng Vino 79 thì có tháng không dùng. Có tháng không 2-3 dùng. 2-3 tháng mới dùng lại mà. Dạ. Có nắm phân nè, cây con mới trồng. Vậy là xài Vino 79 thì nó cũng tăng cái khả năng phát triển mạnh bộ rễ, nó hút lượng dinh dưỡng bên trong. Khỏe thì nó lại tự nó lấy ăn ở trong lòng đất của mình. À, vậy nó rất là bền. Dạ. Và nó bền cây hơn cho mình nữa. Bền cây hơn. Đó, cái này mới trồng đây không hả? Đó, mới trồng mà nó đã dày hết rồi mà. Dạ. Khi mua nó có 10 phân, nó ghép mới được 10 phân à. À. Trong tháng 11 đến giờ mới được dày hết rồi. Tháng 11 đến bây giờ là tầm khoảng được 5-6 tháng rồi nhỉ. Ừ. Mà nếu mà hồi mà mua mà nó to cao như vậy thì trồng suốt bây giờ cao lắm rồi. À. Anh thấy xài Vino 79 thấy cái cây nó cứng hơn không? Nó tránh được hiện tượng đổ ngã hơn không? Như Vino 79 mà xài mà ngọn đi kiểu này mà. Ừ. Xịt vô mới có 10 ngày mà đi kiểu này không mà. Là 10 ngày á là bắt đầu là đi tầm khoảng 30 phân. 3-40 á. 3-40 phân. Đó là vậy là Vino 79 là kết hợp với là 30-10 là nó kéo lọt ra rất là mạnh. Đi ngọn rất mạnh mà cái lá chân nó giữ hết. Mà lá chân nó không bị rụng, nó giữ cả lá chân. Mà cái lá chân này nó càng xanh càng dày hơn. Càng xanh càng dày hơn, dễ làm hơn. Ừ. Mà những cái lá mà nó ra thì nó dày đỏ, nó dày chứ. Nó dày, nó đỏ, nhìn rất là thích nha. Cây lá này giống như cây vú sữa. Đây anh mới bữa tình xuống là anh mới xịt có mấy ngày thôi đúng không? Dạ. Lấy lên lại coi lại nè. Nay đào được 10 mấy ngày, định ngày mai ngày mốt xịt lại nè. Tính ra bỏ giảm phân gốc thì tăng lên ngọn cái này thôi có gì đâu. Dạ, cây nó khỏe hơn. Mà mình là hơn nhiều mà. Rễ nó khỏe, nó tự hút dinh dưỡng có trong đất. Nó rút dinh dưỡng trong đất, bộ rễ nó khỏe hơn. Đây, bữa vô là lá chưa mở đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ thấy mở thấy sướng không? Hôm bữa là lá là bắt đầu nó nú nú như này. Búp 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 rồi. Búp búp mà bây giờ mà nó kéo đọt ra như này. Đó, mở hết rồi đó. Mới được tầm khoảng 12 ngày. 12 ngày. Nó ra tầm khoảng 20 phân, hơn 20 phân rồi. Đó, nè, coi nè. Bữa em vô là mới búp búp rồi. Dạ đúng rồi, nó ra đẹp rồi. Mới 5 ngày. 5 ngày là bữa em vô là mới 5 ngày. Đó, mở hết lá rồi đó. Dạ. Mở hết lá là vừa già lại khoảng là quýnh lại liền. Quýnh lại đi tiếp một cơi nữa. Dạ. Đi tiếp một cơi nữa. Đó. Đã không? Mới tải trơn rồi mà. Vậy là khoảng bao nhiêu ngày nữa anh xịt lại Vino 79 anh? Thì có 3 ngày nữa xịt lại nè. 3 ngày sẽ xịt lại Vino 79. 3 ngày xịt lại Vino 79 cộng với cái thằng 10 cái gì? 17 76 hả? 17 76. 6 đó. Rồi sắp tới nó làm cái vườn này.